Kim Hậu đã trở lại với quý vị, các anh chị và các bạn đây rồi. Đây là đường Phan Bội Châu. Kim Hậu đang đi từ trên phía đường Hàng Thuyên xuống. Và trước mắt đây là đường vào, bên tay phải là đường vào chợ Đầm, Nha Trang. Đó. Còn một tháng nữa là đến Tết âm lịch. Thì nơi đây sẽ là nơi tụ tập rất là đông người ta buôn bán hoa quả, bánh mứt và có chơi lô tô nữa. Trước mắt của quý vị là chợ Đầm Tròn cũ. Theo Kim Hậu biết thì toàn bộ những hộ kinh doanh trong này đã bị đuổi ra ngoài. Và trước mắt là chung cư. Trước năm 1975 thì chính quyền đã xây hai dãy chung cư A và B ngay tại khu vực chợ Đầm Tròn này để bồi thường cho tất cả các nạn nhân của chiến tranh từ miền Trung vào đây ở. Mới đó mà đã 50 năm rồi. Tuy là chung cư rất là cũ nhưng mà vẫn còn sử dụng được. Bên dưới toàn bộ là người ta sử dụng làm để buôn bán. Thì ngay chợ nên là buôn bán rất là được. Tất cả các cửa hàng như là phục vụ đời sống. Bán cho tới tối luôn. Như quý vị thấy bên tay phải đèn còn sáng. Và bây giờ chúng ta tạm biệt chợ Đầm Tròn. Chúng ta đi lên trên đường Lý Quốc Sư để đến đường Sinh Trung. Rồi, đến Sinh Trung rồi. Và cua phải vào đường Trần Quý Cáp. Đó, đường Trần Quý Cáp đó. Và bây giờ xe của chúng ta đã cua vào đường Nguyễn Gia Thiều để đi ra đường Độc Lập cũ. Ngày nay là đường Thống Nhất. Đường Nguyễn Gia Thiều thì rất là ngắn. Rồi đã đến đường Độc Lập rồi đó. Bên tay phải là nhà sách. Trước mắt chúng ta là bên công tin cũ. Đi về hướng này thẳng ra cầu Hà Ra và cầu Sông Bóng bà. Rồi xe của chúng ta vẫn tiếp tục đi vào con đường Thống Nhất. Quý vị thông cảm nha, tại vì Kim Hậu đi xe máy cũng sợ bị giật điện thoại đó, thành ra là cầm nó cũng không có được an tâm cho lắm. Quay phim mà cứ lo. Rồi bây giờ chúng ta đã từ biệt đường Độc Lập để đi vào đường Công Quán. Đường Công Quán là đường Ý Kiêu ngày nay. Và Kim Hậu xin giới thiệu đây là quán Lis của ba mẹ Kim Hậu. Mấy mươi năm trước là các con của ba mẹ chung tay để phát triển nơi này thành một tụ điểm nổi tiếng của Nha Trang dưới sự lãnh đạo tài tình của Mê Kim Đính. Chúng ta đi qua rạp cine Minh Châu rồi và tới chợ Chổm Hổm nè. Quý vị thông cảm nha, Kim Hậu đi xe máy thành ra cái camera, cái điện thoại nó hơi lắc lư á. Một phần vì sợ bị giật nữa đó. Rồi tới đường Giặc Sen rồi nha. Đi
cua trái để đi về bùng binh Tân Quang, rạp Tân Quang bên tay trái, ngày nay là khách sạn. Rồi bây giờ ông xã của Kim Hậu cua tay phải và dẫn chúng ta đến đường Lý Thánh Tôn. Bên tay phải đây có trường tiểu học Phương Sài, đó cái bức tường màu xanh đó. Đoạn đường này thì sáng đèn lung linh luôn. Buổi tối Kim Hậu đi bộ qua đây á, không có sợ gì hết á, đường sáng lắm. Các cửa hiệu buôn bán rồi có ăn uống nữa. Ngồi dọc đường đây. Rồi chúng ta đã đến ngã 6 rồi. Nhà thờ đá trước mắt quý vị đó. Con đường Phước Hải đây mới trải nhựa, họ nâng cao và trải nhựa bóng đen rất là đẹp. Con đường thấy rộng ra, thật sự thì họ không phải mở đường thêm, họ chỉ hạn chế cái lề đường nó nhỏ bớt lại để cái lòng đường nó rộng ra. Rồi tới depot rồi, bên tay trái là rẽ vào đường Nguyễn Thúc Kháng, có rạp cine Hưng Đạo. Bây giờ chuyển đổi thành nhà ở hay là văn phòng gì đó. Có phải là cũng vui chứ bà hả? Ngôi gia tự là chỉ được một cái khúc trên thôi. Tại sao vậy hả? Chúng ta giả từ đường Phước Hải để đi vào đường Bạch Đằng. Là đường Bạch Đằng không? Thôn đóng cửa không làm luôn hay không? Vàng cũng vậy. Đường phố và hàng quán sống lại sau những ngày bị phong tỏa vì dịch bệnh. Đoạn này là rất là hot nha. Giờ mà còn thấy mấy cái người mà mặc bộ nguyên bộ đồ xanh sợ ghê luôn. Chắc quý vị ở Việt Nam mà biết thì những cái người mà họ bận đồ xanh y tế đó, họ mà đến đâu là cái nhà đó có người dương tính rồi đó. Chợ sắm mới ở trong chợ đã đóng rồi nhưng mà xung quanh vẫn còn buôn bán sáng đèn. Đoạn này quý vị có còn nhớ không? Có giò chả Thanh Hương, bây giờ thì có Tuyết Hương, rồi Đồng Mẫn. Họ bán những loại chả bắp, rồi bánh giò, bánh nếp để kẹp với lại chả bắp, bánh chưng, bánh ú. Có cả cải chua, kim chi nữa. Họ bán được lắm, quanh năm luôn. Rồi đã hết đường Ngô Gia Tự, chúng ta gặp đường
Lê Thánh Tôn. Ở đây thì chỉ có cua phải mà thôi đó, chỉ có cua phải mà thôi. Thì sẽ đến nhà thờ Bắc Thành nè, nhà thờ Bắc Thành. Rồi trường Lộc Thọ, trước đây là Huyền Trân Công Chúa đó. Cái quán uống cá đông thiệt là đông, cuối năm chắc nó nghỉ hết rồi. Bên tay phải quý vị thấy đó là bức tường kéo dài của trường Võ Tánh cũ, và ngày nay là trường Lý Tự Trọng. Trước mặt quý vị thấy cái ngôi nhà lớn lớn màu trắng có đèn đó không? Đó, đó là bệnh viện, một phần của bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ chúng ta đang đi trên đường Bá Đa Lộc, là đường Lý Tự Trọng ngày nay đó. Hướng này là đi ra biển. Nếu đi bộ thì chỉ có 1 phút nữa là tới biển rồi. Còn bây giờ Kim Hoa xin chào quý vị nha. Hẹn đón năm mới nha. Bye bye.